Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Báo cáo với các bác và mọi người, có lẽ trước tiên chúng ta hãy gọi rằng là cập nhật những cái thông tin mới nhất báo cáo với các bác. Thông tin mới nhất ấy thì xin thưa với các bác thế này. Đó chính là cái việc mà Nga đã tuyên bố một cái lý do mà tôi cảm thấy rất là kỳ lạ. Đó chính là cái lý do tấn công Ukraine. Theo thông báo này tại Đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc thì ông Đại sứ Nga là ông Vasily thì cũng đã nói rằng là việc tấn công của Nga đối với Ukraine là cái việc mà không thể dừng được, bởi vì họ có bằng chứng rất là rõ ràng về một cuộc tấn công hoặc là cái động thái gọi rằng là biến động quân sự của Ukraine đối với cái vùng gọi là vùng Donbass mà sau này là thành hai cái cộng hòa đấy, là cộng hòa Donetsk và cộng hòa Luhansk. Các bác nghĩ gì về điều này? Và một phần nữa thì báo cáo với các bác, đó chính là cái việc mà Nga có thể nói rằng là Nga đã có một cái động thái về quân sự. Một hàng dài 64 km nha các bác. 64 km của Nga, hàng dài xe quân sự đã áp sát Kiev. Đó. Đã áp sát Kiev. Và hình ảnh các bác có thể nhìn thấy như thế này. Lộ rất nhiều trên vệ tinh. Báo cáo các bác như thế. Tôi cũng xin bật mí với các bác thế này. Báo chí của Việt Nam á, thì đa số là tập trung vào nghĩa là dịch những cái bài của phương Tây hay những cái tờ báo lớn. Nhưng mà nếu các bác mà muốn xem đầy đủ thì những cái thông tin đa chiều cộng với cả là những đoạn clip, những cái gì đó hoặc là những cái phân tích tình hình chính trị của Nga, Ukraine thì các bác hãy vào cái diễn đàn gọi rằng là diễn đàn Autofan. Đó. Diễn đàn Autofan. Nha các bác. Các bác hãy vào cái diễn đàn Autofan này tại địa chỉ autofan.net và vào cái topic, cái group nó gọi là quán cà phê Autofan. Và trong này có một cái gọi rằng là tình hình Nga, một cái topic là tình hình Nga Ukraine và đã đạt tới phải đến là 10.000 lượt comment rồi. Đó, 10.000 lượt comment rồi và hơn 1 triệu lượt view. Ở đây các bác có thể là đọc những cái thông tin từ bên phía của báo chí của Nga, báo chí của Ukraine, những bình luận của những người mà đang sống tại đó. Từ đó các bác có thể có nhiều cái thông tin đa chiều hơn về cái cuộc chiến này. Và các bác là như vậy. Tôi không có PR gì cả, nhưng đây cũng là nơi mà tập trung rất nhiều người có trình độ, có hiểu biết và thực sự họ cảm nhận về Nga thế nào, họ cảm nhận Ukraine thế nào. Khi mà họ đang trực tiếp sống tại đó và có nhiều mối quan hệ tại đó. Và rất nhiều người đã có một cái thời gian trong cái thời Liên Xô cũng đã sinh sống và học tập tại nước Nga cả quá khứ lẫn hiện tại. Đó là đôi điều tôi xin chia sẻ với các bác về những nguồn thông tin để chúng ta có thể tìm hiểu và có được cái nhìn đa chiều. Bác nào biết tiếng Nga thì không nói làm gì rồi. Đúng không ạ? Có thể tự tìm được. Nhưng với những người mà chỉ biết tiếng Việt không thôi thì rõ ràng là chúng ta cần một cái nhóm như vậy để chúng ta cập nhật những thông tin mới nhất và tình hình chiến sự tại đó. Nhưng chủ đề của ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bác rằng đó chính là một cái bức ảnh, có thể nói rằng là cái bức ảnh tràn ngập ở trên Facebook ngày hôm nay với rất nhiều bình luận. Một bức ảnh có thể nói là nói lên rất nhiều điều. Đúng không ạ? Có một cái điều thế này. Trong khi mà ngay cả Tổng thống hiện tại là Zelensky hay rằng là Tổng thống cũ của Ukraine là Poroshenko thì đã bồng súng và xuống đường, ít nhất thì cũng là hình ảnh truyền thông thôi, vân vân. Nhưng mà họ cho thấy rằng là họ sát cánh bên cạnh những người đồng đội đồng chí của mình, chứ không phải là một cái bức ảnh như thế này. Trong khi mà những người lính ở Nga, những người lính của nước Nga đang hành quân rất là vất vả và chịu nhiều cái hiểm nguy, thì ở đây vị tổng thống mà các bác rất hâm mộ đó là Vladimir Putin thì khi họp với cả các đồng chí đồng đội của mình thì các bác có thể thấy rằng là một cái khoảng cách vô cùng xa. Một cái khoảng cách vô cùng xa. Cũng giống như là khi ông Putin họp bàn với cả là tổng thống Pháp Macron thì cũng có một bức ảnh tương tự như vậy,
ở hai cái vị trí cũng tương tự như vậy. Nhưng mà với Macron là một nước của NATO thì có thể đây là một cái bức ảnh gọi là sự xa cách về mặt ngoại giao giữa hai nước để cho thấy rằng là cái sự bất đồng về quan điểm khi mà họp bàn với Macron. Nhưng ở đây rõ ràng là đây là cuộc họp giữa nội các, giữa Putin và những người cộng sự của mình, những người đồng chí đồng đội của mình, mà xa như vậy thì có vẻ như là cái vấn đề đó có vấn đề. Một người bạn của tôi thì đã bình luận thế này: có thể ông Putin là như Tần Thủy Hoàng khi họp bàn quân sự, phải cách xa 100 bước thì mới nói chuyện. Và các bác biết rằng là trong cái bộ phim Anh Hùng á, thì Tần Thủy Hoàng cách xa 100 bước là bởi vì đơn giản là ông ấy sợ bị ám sát. Sợ bị ám sát, đúng không ạ? Và để tiến được từng bước một thì nhân vật trong bộ phim đó đã phải rất nhiều công sức để mà có thể ám sát được. Bộ phim rất là hay. Và một người nữa thì cũng nói thế này: có vẻ như ông Putin là như kiểu là bị một cái tình trạng gọi là tâm thần phân liệt, bởi vì bây giờ có vẻ như ông ấy sợ tất cả, sợ ngay cả những chính những người đồng đội đồng chí của mình, không dám ngồi gần, không dám gì đó, và cách xa như vậy để thấy rằng là có một cái sự lo lắng và một cái sự đề phòng. Tôi không rõ cái sự việc như thế này, nhưng mà cái hình ảnh trong thời gian gần đây khi mà tiếp tổng thống Macron của Pháp, là cái việc họp bàn đồng chí như thế này thì rõ ràng nó có một cái gì đấy nó xa cách, nó không gần gũi và không thể hiện được cái sự quyết tâm. Và cái việc bất nhất trong cái việc lý do gây chiến với Ukraine trong hai lần. Lần trước thì anh nói rõ ràng là vấn đề NATO, vấn đề nọ kia. Bây giờ thì anh lại nói rằng là có cái sự động binh của Donbass, vùng Donbass của Ukraine. Thì anh bắt đầu anh đưa quân sang. Và rõ ràng là thêm một cái điều nữa là anh xé luật để mang tên lửa, mang vũ khí sang. Và Ukraine là một nước nhỏ so với Nga, nha. Cả về tiềm lực tài chính, cả về quân sự, vân vân. Thế nhưng lại có một cái động thái dùng vũ khí hạt nhân, báo động vũ khí hạt nhân, thì gần như là Putin hết bài. Hàng dài quân xe quân sự kéo dài 64 km được triển khai sau khi mà cuộc hội đàm và cuộc đàm phán không có kết quả giữa phái đoàn của Ukraine và phái đoàn của Nga, thì cho thấy rằng là chiến sự vẫn còn rất ác liệt và những động thái trên chiến trường sẽ tác động tới kết quả của cuộc đàm phán này. Nhưng bức ảnh như vậy thì các bác có thể thấy rằng ông Putin không có lợi, bởi vì cộng đồng quốc tế cũng đã lên án rất là nhiều. Nhân đây á, thì tôi xin chia sẻ các bác thế này: người dân của Đức ngày xưa khi bầu lên một người mà họ cho rằng là có thể lãnh đạo nước Đức, và họ không chắc chắn cái thời điểm bầu đó, họ không nghĩ rằng họ bầu nên một cái tên tội phạm khét tiếng lịch sử, người đã gây nên chiến tranh thế giới lần thứ hai, đó là Adolf Hitler. Có bác nào nhớ vụ đó? Và để nói thế này, với Đức Quốc xã và với Liên Xô ngày xưa thì cuộc chiến tận xào huyệt của Đức Quốc xã là một cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, và người Nga rất vĩ đại với hàng chục triệu người chết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Và các bác để ý thêm một chút nữa như thế này: mặc dù phương Tây với cả Liên Xô không thích thú gì nhau cả, nha các bác, Liên Xô đợt đó với cả là phương Tây là không thích thú gì nhau cả, nhưng cuối cùng họ vẫn bắt tay nhau để lập nên một phe đồng minh và để tiêu diệt cái chủ nghĩa phát xít, nha các bác, tiêu diệt cái chủ nghĩa phát xít. Và các bác có thể thấy rằng là kẻ được lợi nhất vẫn là ông Hoa Kỳ, bởi vì trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi mà Liên Xô và những cái nước xung quanh ấy là đã chịu rất nhiều thiệt hại, đúng không ạ, thì ông vẫn ung dung ông bán vũ khí cho cả Đức Quốc xã lẫn cả Liên Xô và những cái nước mà Đức Quốc xã gây chiến tranh. Chỉ đến khi mà cái cục diện thế giới ấy, mà cái sự thất bại của phe phát xít đã gần như được an bài, thì lúc này anh Hoa Kỳ mới nhảy vào
và nhảy vào một cách tương đối bị động sau cái trận tranh chấp cả. Nói thế để chúng ta thấy rằng là phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, rất đạo đức giả. Đấy các bác, rất đạo đức giả, và họ chỉ tham chiến những cái trận đánh khi nào mà họ biết chắc rằng họ sẽ có thắng lợi, và để chia chác cái phần lợi ích sau đó. Còn đối với Putin thì thử ra vị trí xem rằng là Putin là giống Adolf Hitler hay rằng là giống Stalin, thì chúng ta thử suy nghĩ nha. Bởi vì cùng là một cái tên gọi, cùng là một cái gì đó, nhưng khái niệm nó rất là khác nhau. Việc vô cớ xua quân vào Ukraine thì chứng tỏ rằng là Putin gần như là đang hết bài, đang hết bài. Và có vẻ chủ nghĩa bá quyền của Putin là như thế nào. Một bức ảnh như thế này thôi, nhưng nó cũng có thể cho thấy rằng là Putin hiện nay đang đề phòng ngay cả chính trong nội bộ của nước mình, chứ không phải đơn giản. Và những cuộc biểu tình khắp nơi ở trên thế giới để cho thấy rằng là Putin gần như là đã xa lầy và sai lầm trong cái cuộc chiến Ukraine. Và chắc chắn giới tinh hoa của nước Nga sẽ không để cho Putin có thể nói rằng là tôi không rõ, nhưng mà chắc chắn giới tinh hoa sẽ có ý kiến đối với cả Putin, bởi vì họ đã bị chịu thiệt hại rất nặng nề về mặt kinh tế. Và nếu như người dân của nước Nga mà không ủng hộ cuộc chiến này thì có lẽ Putin sẽ dùng chiêu bài gì đây? Đúng không ạ? Rất nguy hiểm. Có thể nói rằng là đây là một cuộc chiến mà có thể là kết thúc hoặc là mở rộng cái sinh mạng chính trị của Putin. Và chúng ta tự hỏi rằng là Putin là ai? Là Hitler hay là một người yêu nước? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.